Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày mưa kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tọa Như Lai nghệ nhiệm màu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni, quyển 2, phẩm 2, bản sở. Kỳ nữ và các con của Ma Dương, quyến thuộc của chúng Bạch Đức Phật. Hy hữu thay Bạch Thế Tôn. Chúng con hôm nay chỉ cầu tướng như vậy, tánh như vậy, thừa như vậy, trí tuệ biện tài như vậy, phương tiện đại bi thần thông như vậy, hy hữu thay Bạch Thế Tôn, đầy đủ pháp trí tuệ phương tiện thần thông như vậy. Thưa Thế Tôn, phải đầy đủ bao nhiêu pháp thì có thể khiến cho Đại Bồ Tát xa lìa bản ác, mau chóng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật nói: Này Thiện Nam, nếu Đại Bồ Tát có thể tròn đủ bốn pháp thì xa lìa bản ác sẽ mau chóng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những gì là bốn? Một, chẳng thủ; hai, chẳng nói; ba, chẳng thấy; bốn, rộng không, không phân biệt. Này Thiện Nam, sao gọi là chẳng thủ? Đó là chẳng giữ lấy tất cả pháp, không một pháp nào có thể được, chẳng nhận, chẳng bỏ, chẳng thể, chẳng phải, chẳng thể, chẳng kiến lập, chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, chẳng phải, chẳng phân biệt, nghĩa là thực hành Bố Thí Ba La Mật mà chẳng giữ lấy kết quả của việc đó, việc Bố Thí Ba La Mật. Chẳng nhận, chẳng bỏ, chẳng thể, chẳng phải thể, chẳng kiến lập, chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, chẳng phải, chẳng phân biệt, cho đến thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Cũng là như vậy, chẳng phân biệt, chẳng phải, chẳng phân biệt. Lại nỗi này thì Nam sao gọi là chẳng nói? Nghĩa là chẳng nói chúng sinh khả đắc, chẳng nói có mạng, chẳng nói mạng, chẳng nói tọ, chẳng nói người, chẳng nói chúng sinh giới có thể được, chẳng nói có ý, có chỗ cần nắm bắt, cho đến chẳng phân biệt, chẳng phải, chẳng phân biệt. Lại nỗi này thì Nam sao gọi là chẳng thấy? Đó là chẳng thấy sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng giữ lấy sắc thanh hương vị xúc pháp, cho đến chẳng phân biệt, chẳng phải, chẳng phân biệt. Lời nói này thì Nam sao gọi là rộng không, không có phân biệt, nghĩa là nhân duyên quả báo của ấm giới nhập trong tất cả ba cõi, cả ba đời, mà pháp sở duyên không khởi, không nương, chẳng có tướng sinh, chẳng thấy, chẳng bỏ, cho đến chẳng phân biệt, chẳng phải, chẳng phân biệt. Vì sao? Vì là bỏ tất cả hành, tất cả trì, tất cả thân và phân biệt. Chẳng phân biệt vậy, trí nhất thiết trí, tương ứng không thể nắm bắt, đắc nên phải hành như vậy. Vì sao? Này Thiện Nam, vì tất cả pháp và tất cả trí, cho đến không tiếng, không tướng, không chư, không nguyện, không sinh, không diệt, không thể, không chấp, không duyên, không ngã, chẳng thể thấy tịch tỉnh, lìa tướng, lìa niệm, lìa diệt, không tối, không sáng, không xứ sở, không cảnh giới, không nguồn gốc, không bản giúp, không thể nghĩ, chẳng thể lường, không ham, không kiêu kỵ, không hành, không nói, không sâu, không cạn, không nhận, không nương, không thức, không thụ, không hình ảnh, không một toán niệm, không phân chia, không sở hữu, rốt ráo không sở hữu. Vì sao? Vị trí nhất thiết là bình đẳng, giống như hư không, tương ứng bất khả đắc, chẳng lập tương ứng, chẳng thủ lấy tương ứng, chẳng hành tương ứng, hoặc tương ứng, hoặc chẳng tương ứng, chẳng phân biệt, chẳng phải, chẳng phân biệt, cần phải hành vậy. Này thì Nam, đó gọi là đầy đủ bốn pháp, có thể khiến cho Đại Bồ Tát xa lìa bản ác và sẽ mau chóng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thì Nam, tất cả cảnh giới sở hữu trong ngoài, nếu dùng trí nhất thiết quán sát tìm cầu, nương dự kiến lập rồi, chấp trước hai thứ này, dùng ý phân biệt khởi lên hơi sự chấp trước, người đó liền xa lìa nhất thiết trí vậy. Sao gọi là hai tướng? Nếu quan sát nhận là bình đẳng mà tụ lấy kiến lập thành hai tướng, đó gọi là xa lìa nhất thiết trí. Nếu tụ lấy kiến lập thành hành quả thì đó là hai phân biệt. Đối với chúng sinh có tụ lấy kiến lập tướng thì đó là hai phân biệt. Khai thị bày ra đạo ngôn ngữ, kiến lập pháp tẩm trì âm thanh, dùng trí quan sát, cho đây là thường, là đoạn, đó là hai phân biệt. Chúng sinh thọ mạng dưỡng dục người trượng phu, tạo tác kết sử, tạo tác tư tưởng kiến lập nương dưỡng, thì đó là sự phân biệt. Sở hữu đây đó kiến lập trụ lượng, chẳng kiến lập trụ lượng thì đó là hai phân biệt. Nếu dùng trí nhất thiết trí quan sát ba đời mà truy tìm việc làm,
sự thức tập việc đã làm của ta mà thủ lấy kiến lập đây đó. Thì đó là hai phân biệt. Nếu người đem sự phân biệt đó có hai tướng thì chẳng thể được nhất thiết trí vậy. Đây thì nam như lạnh thì tìm lửa, mà ngược lại lấy đất. Như khác cậu uống mà ngược lại tụ lấy lửa. Do đó cậu ăn mà ngược lại tụ lấy đá. Như trang sức cầu hoa mà ngược lại chọn lấy áo. Như sông ướp thì tìm hương thơm mà ngược lại chọn lấy thấy thay chết. Như đi thì tìm áo mà ngược lại thì chọn lấy bẩn. Như soi mình thì cầu hương mà ngược lại thì chọn lấy trọng công. Đúng vậy này tỳ nam, nếu hành còn dính mắt mà quan sát thì đó là thân thụ lấy và kiến lập tướng ai. Người cầu nhất thiết trí là kẻ ném bỏ tinh tấn, không đạo không quả. Lúc bây giờ trong chúng có một vị Bồ Tát tên là Trì Trí đứng dậy đến trước Đức Thế Tôn, với mình chắp tay nói lên: Thưa Thế Tôn, nếu pháp chẳng thể nói, đó chẳng thể được Bồ Đề. Đức Phật nói: Đây ông phải biết, không được Bồ Đề cũng có thể nói không Bồ Đề. Này thì nam hãy lắng nghe cho kỹ. Ông hỏi như vậy là đúng như sự ưa thích của ông. Theo ý ông hỏi, hoặc tất cả vật, hoặc nhất thiết trí có tính, có tướng, có danh tự sao? Bồ Tát Trì Trí bạch Đức Phật: Chẳng phải vậy thôi Thế Tôn. Nếu có ngôn thuyết liền rơi vào thường kiến, nếu không ngôn thuyết liền rơi vào đoạn kiến, cho đến trung đạo cũng chẳng thể được. Chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng thủ lấy, chẳng chấp trước, chẳng sinh, chẳng hoại, hơn ở tăng kỳ, chẳng thể lường, chẳng thể tính, không tối, không sáng. Nếu quan sát như vậy thì mới được Bồ Đề. Bồ Tát Địa Tuệ thưa: Bạch Thế Tôn, không đến, không đi, khi biết như vậy, khéo nhập như vậy mới được Bồ Đề. Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na thưa: Bạch Thế Tôn, pháp không tướng đến, chẳng phải là không tướng đến, chẳng phải được thời, chẳng phải không được thời, chẳng phải làm chứng, chẳng phải không làm chứng, chẳng phải diệt, chẳng phải bất diệt, chẳng phải ba đời, chẳng phải không ba đời, chẳng phải ba thừa, chẳng phải không ba thừa, cũng chẳng phải hạnh nguyện tập hợp xương lượng có thể được. Người biết như vậy thì mới được Bồ Đề. Bồ Tát Địa Tuệ bạch: Thưa Thế Tôn, nếu tất cả pháp chẳng phải ba cõi, chẳng phải ba kết, chẳng phải ba minh, chẳng phải ba thừa, chẳng phải ấm giới nhập, chẳng phải phân biệt, chẳng phải không phân biệt, chẳng phải giảm, chẳng phải tăng, không có tập hợp, biết như vậy rồi mới được Bồ Đề. Bồ Tát Kim Cang Tuệ bạch: Pháp phàm phu, pháp thánh nhân, pháp học, pháp vô học, pháp thanh văn, pháp bất chi Phật, chẳng phải phân biệt, chẳng phải không phân biệt, cũng chẳng phải có thể biết sự tập hợp xương lượng, biết như vậy thì mới được Bồ Đề. Bồ Tát Kiên Tuệ bạch: Như như tịch tỉnh, như như quán sát, không xả không trụ mới được Bồ Đề. Bồ Tát Bảo Thủ nói: Nếu tất cả pháp không sinh không đến, không thời khắc không tướng phân biệt thì mới được Bồ Đề. Bồ Tát Bất Tư Nghị Tuệ nói: Nếu đem tâm quán sát ba cõi cho vào tại tâm, và đó là nhị tâm, nhị tâm quán sát như vậy chẳng thể được, dùng vô xả đắc mới được Bồ Đề. Bồ Tát Thoái Oán nói: Nếu tất cả pháp không chấp không tham, không xả không ngại, không nguyện không si, không nắm không buông mới được Bồ Đề. Bồ Tát Liên Hoa Tạng nói: Nếu tánh của tội phước bình đẳng và pháp như vậy, thâm nhẫn chẳng chấp trước ngã và sở tác của ngã, chẳng phải phân biệt, chẳng phải không phân biệt, người quán sát như vậy mới được Bồ Đề. Bồ Tát Nguyệt Quang nói: Nếu quán sát tất cả pháp tù tan tùy duyên, không có tự tánh, giống như trăng đáy nước, rõ như vậy rồi mới được Bồ Đề. Bồ Tát Hư Không Tuệ nói: Nếu tất cả các pháp có tối có sáng, có sinh có diệt, có tăng có giảm, chẳng ở các pháp số của tâm khởi sự phân biệt, người biết như vậy mới được Bồ Đề. Bồ Tát Vô Tận Tuệ nói: Nếu tu tập ba luân thanh tịnh, ba la mật tương ưng, bất khả đắc, không nhiễm chẳng phải không nhiễm, người tu như vậy mới được Bồ Đề. Bồ Tát Di Lặc nói: Nếu chẳng duyên, chẳng thật ý chỉ bất cõi, ý chỉ phạm trụ mới được Bồ Đề. Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi nói: Thưa Thế Tôn, nếu hiểu sâu một pháp môn thì đối với tất cả pháp không nhiễm chẳng phải không nhiễm, một pháp ấy là vô ngã, rõ một pháp đó không giác không khoát, không có sự dẫn đến, cũng không tống khứ, cũng không có thể tụ, có thể tán, có thể sáng, có thể tối,
có thể sinh, có thể diệt, có thể tăng, có thể giảm, có thể giải thoát, chẳng nên nhiễm bẩn, không phân biệt như một pháp môn trí nhất thiết trí mới được Bồ Đề. Bồ Tát Ái Lạc nói, thưa Văn Thù Sư Lợi, một pháp môn trí nhất thiết trí như vậy đều như pháp và chỗ sâu xa của không xứ, thì sao ý có sở tác và phương tiện tu hành? Văn Thù Sư Lợi nói, lìa bỏ ác kiến, tu hành chánh kiến, chẳng dối đặt để, bỏ lòng vô định quanh co, tu hành chức trực, chẳng dối đặt để, để bỏ mười ác, kính trọng tam bảo, chẳng dối đặt để, khéo nói, chẳng dối đặt để, chánh mạng, chẳng dối đặt để, bỏ tất cả kết, chẳng dối đặt để, đại bi bình đẳng, chẳng bỏ tất cả chúng sinh, chẳng dối đặt để, bảo hộ, chẳng dối đặt để, không hư dối pháp, chẳng dối đặt để, không sinh, không diệt, chẳng dối đặt để, hội trì chánh pháp, chẳng dối đặt để, bỏ tất cả sở hữu, chẳng dối đặt để, chúng sinh thiếu lực, tên làm việc giúp đỡ, chẳng dối đặt để, người sợ sợ trưởng nước già, chẳng dối đặt để, người phi đạo thì chỉ bày thánh đạo, chẳng dối đặt để, nhẫn nhục nhu hòa, chẳng dối đặt để, chẳng chấp trước tất cả tướng, chẳng dối đặt để bỏ tất cả trần cấu che lấp, chẳng dối đặt để bỏ tất cả quả báo hồi hướng, chẳng dối đặt để. Thưa thị nam, 20 thứ phương tiện này có thể được trí như thiết trí, văn tự âm thanh ngôn ngữ của nghĩa có thể được sự sai biệt, tất cả đều gọi là nhập vào phương tiện của trí như thiết trí. Tất cả lời nói của Đức Như Lai và lời nói của các ngoại đạo khác, tất cả sự lấy bỏ, sinh diệt cho đến có thể biết tất cả ba giải thoát, để chỉ pháp nhân chuyên, nghiệp hành, để nhập vào cho, với cho như. Bồ Tát phải biết, đó đều là trí phương tiện, để chứng ngộ nhất thiết trí vậy. Bồ Tát Hoài Ái Lạc nói, đúng vậy, thưa Văn Thù Sư Lợi, nếu rõ được pháp môn thậm tâm, thì không một pháp có thể thấy, cũng không có đối tượng nghe pháp và cả người nói pháp. Cho đến văn tự của nghĩa đều nên xả bỏ, hoặc tu hành hoặc nhận biết, không có tương ưng, tất cả nhập như vậy gọi là trí giác trí. Phật nói hay thay này thị nam, ông đã có thể khéo giải nói một pháp môn này do trí như thế trí mới được pháp đó. Sao gọi tất cả pháp chẳng đối dối đặc để, đã gọi là không sinh không hoại tế, chẳng dối đặc để sinh tử niết bàn, chẳng dối đặc để có hư không niết bàn tế, chẳng dối đặc để gọi không sinh không nói cho đến tất cả các pháp cũng là như vậy, chỉ bày cho tất cả chúng sinh về tất cả pháp không thực tế, chỉ bày tất cả sự chấp trước các vật, tất cả ấm giới nhập của ba cõi ba đời là vô sở hữu tế, và ba hành không tế, và pháp ấm bao ấm tụ tán ấm không thực tế, giàu không giàu chân tế, đầy đủ tất cả không nói nghĩa pháp, đó gọi là Đại Bồ Tát giàu trí nhất thiết trí. Bồ Tát là do trí nhất thiết trí mà được thọ ý. Khi nói pháp đó, các kỳ nữ ma và con của Ma Dương cùng quyến thuộc gồm hai dạng nghe lời nói của Đức Phật đều cùng lúc được pháp nhẫn vô sinh, đều bỏ nghiệp tố ác của thân ý, được tự tính sinh thân, là có 28.000 chúng sinh cùng được pháp nhẫn vô sinh. 92.000 trời người đắc các thứ tam a đề là đã đi pháp nhẫn vô sinh của Bồ Tát. Lúc bây giờ các đại Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh làm mưa xuống đủ thứ hoa trời, tung hoa lên trên Đức Phật, dập dìu rơi giống như mưa rơi. Các vị Bồ Tát ấy đầu mặt sát đất, đảnh lễ dưới chân Đức Phật nói, Thưa Thế Tôn, chúng con nếu gặp bạn ác chẳng lành sẽ cùng với ác hòa hợp. Tự tại làm ác thì đối với tất cả chúng sinh, tất cả những công đức căn lành đã tích tụ, cuối cùng chẳng khởi được một ý niệm thiện tâm. Đức Phật nói, này thì nam, ông ở vô lượng ức kiếp trong quá khứ đã gần cuối cúng dường vô số các Đức Phật. Do nghiệp duyên này nên hôm nay ông sinh tâm yêu thích, trở lại được gặp Phật. Hôm nay vì đoạn dứt sự nghi hoặc của chúng sinh, nên sẽ vì ông mà nói về nhân duyên đời trước. Này thì nam, trở về quá khứ, vô lượng vô số ở tăng kỳ kiếp, có kiếp tên là Cụ Túc Đại Thế. Cõi diêm phù đề này có vị vua chuyển luân tên là Ôn Bác La Hoa, được lực tự tại, tống định bốn thiên hạ. Vua già thần dân đều sống lâu 68.000 tuổi. Lúc đời có Đức Phật hiệu là Nguyệt Quang Minh Hương Thắng, và lại ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Chúng sinh nước đó tuy ở đời ngũ trượt như do tu thiện nên chẳng nhiễm pháp dục,
Bây giờ Đức Phật đó thường vị tử chúng, vì nói pháp tương ứng với ba thừa, thời vua Bắc Lai, trình đốn bốn binh chủng, cùng phu nhân của mình và quyến thuộc ở hậu cung. Đi đến chỗ Đức Phật Nguyệt Quang bên đó, đến rồi họ đảnh lễ dưới chân Đức Phật, tôn lên đủ loài hoa, đốt lên đủ thứ hương hoa, tấu lên mọi thứ kỳ nhạc cúng dường Đức Phật xong, như quanh Đức Phật ba vòng. Đồng thời họ lại đảnh lễ dưới chân tỳ kheo tăng, rồi dùng bài kệ này khen hỏi Đức Phật ấy: đại công đức trời rộng ngưỡng vọng, do thượng tôn đoạn dứt lỗi lầm, dùng bảy pháp tài lợi cõi thế, nguyện nói những gì đắc diệu tuệ, làm đèn đại từ diệt ô tối, hàng phục nỗi lo chết già sinh, che chở người trời ba đường ác, nói những pháp gì thoát ma đạo. Này thì nam, bấy giờ Đức Như Lai Nguyệt Quang bên hương tán bảo vua Bắc Lạ: này đại vương, đầy đủ ba pháp có thể được trí tuệ vi diệu của Bồ Tát, như như là ba: một, đại bi như mẹ, có thể làm cho ý chỉ rốt cùng cho tất cả chúng sinh; hai, siêng năng tinh tấn không dừng nghỉ, có khả năng diệt trừ các khổ não cho chúng sinh; ba, quan sát tất cả pháp là không mạng, không nuôi dưỡng, không người, không chủng chủng tướng. Này đại vương, đó gọi là đầy đủ ba pháp có thể được trí tuệ vi diệu của Bồ Tát. Này đại vương, là có đầy đủ ba pháp có thể khiến cho chẳng bị ma quyến rũ, những như là ba: một, đối với tất cả chúng sinh được sự chẳng nổi sân, chẳng tìm lỗi lầm; hai, bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh, tà tác tư tưởng phước điện; ba, có được tất cả pháp, tác khởi một pháp quán, nghĩa là hư không bình đẳng tất cả pháp, không tạo tác, không các thứ, không sinh, không khởi, không diệt, tất cả là không, như thật tướng xa lý bất khả đắc, thì tương ứng quán. Này đại vương, đó gọi là ba pháp khiến cho thì nam chẳng bị ma quyến rũ, mãi thoát được đường ma. Để nhất phu nhân của vua U Bắc La tên là Thiên Tôn Đà Lợi, cùng cung thân nhân thệ nữ của bà gồm 84.000 người vây quanh trước sau, kéo đến chỗ Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh hương thánh. Đến rồi họ đem đủ loại hoa tung lên trên Đức Phật, đặt lại dưới chân Đức Phật, dùng cả ngồi khen: phiền não ngăn che đã dứt sạch, công đức khó sánh bậc giải thoát. Làm sao dạy con chuyển thân nữ, khiến con đầy đủ tướng nam nhân, mau chóng xa lìa các đường ác, do pháp tự tại tâm điều nhu, thầy trời người tiền thể tối thượng, để nhất thế gian cho lợi ích, mong nhờ thế không bỏ thân nữ, được thì hoan hỷ vui tịch diệt, trường phố này làm sao mong nói, từ đồ đồ tha bậc lợi lạc. Con được ra khỏi hầm ân ái, đệ nhất thế gian không ai bằng. Niệm trì rộng lớn công đức tụ, mau chóng điều phục các quần sinh, nếu con ở đây ắt thủ chuyển, nguyện mau khai mở đạo cấm lộ. Lúc bấy giờ Đức Như Lai Thích Ca nói lời như vậy. Này thì nam, Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh hương tháng đó bảo Tôn Đà Lợi: đệ nhất phu nhân của chú Bắc La, phu nhân có trí phương tiện, phải nương theo đó tu tập để mau chuyển thân nữ đời trước cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, lúc ráo niết bàn, lại chẳng thọ thân nữ một lần nữa, trừ khi tự phát nguyện. Này phu nhân, nương vào phương tiện nào để sự giao đoạn hiệp nữ của vô lượng đời trước diệt hết không còn? Này phu nhân, có bảo tinh đã lên ý kiến lập việc lớn, tròn đủ đại công đức, có thể ủng hộ lớn, giỏi diệt thân nữ ba nghiệp ác hạnh, tất cả quả báo khiến cho chúng không còn. Nếu có người nữ nào được nghe bảo tin là lên ý kiến này mà chí tâm tụng niệm, thì khi hết hình dáng nữ này, đời sau sẽ được làm trấn trường phu đoan chánh, tất cả thân phận đều đầy đủ, đủ hạnh chức trực, có biện tài lớn, thân miệng ý nghiệp khéo hòa thuận nhau, có thể khiến cho tất cả oán hiềm ở hiện tại vị lai đều tiêu tán. Nếu có các thứ nghiệp ác của thân miệng mà hiện tại tương lai phải thọ khổ báo, thì nhờ sức bế thần nghe bảo tin Đà La Ni, nếu nghiệp đã làm ngay hiện thế sẽ bị tiêu diệt, không còn sót lại. Ngay cả người làm tội ngũ nghịch, phỉ báng hủy hoại chánh pháp, hủy báng thánh nhân, như nhờ nghe sức uy đức của kinh đó, nên đến lúc thân ấy tận, tôi cũng liền xa mạng, những tội như vậy đều diệt tiêu, rốt ráo không còn. Nếu có nữ nhân mà thân miệng đã tăng nghiệp ác
Dớ vào éo lớn bằng nỗi tôi gì, đời sau nhất định, chịu mọi nỗi khổ, nhiều không lường được. Các thứ khổ báo, các thứ nghiệp chứa, như hạt giống dư báo như vậy, nhân nhờ sức nghe kinh mà toàn diệt không còn. Vì sao? Vì tất cả các đức Phật A Tự La Hà Tam Biểu Tam Phật Đà đều nói, với cơn bão tinh đã lại đây này, nếu hơi thở thì độc tụng, hiện tiền tán tán xuân dương tùy hỷ, thì quả báo sở hữu của các chúng sinh đó, nhờ thần lực của kinh mà thảy đều diệt hết. Chỗ làm căn lành của họ theo thời gian mà tăng trưởng. Nếu ở các cõi trong mười phương mà các đức Phật A La Hà Tam Biểu Tam Phật Đà hiện tại và chúng sinh ở từng địa phương nói kinh bảo tinh đã lên đây này, chúng sinh được nghe hoan hỷ yêu thích, thì tất cả tội chướng của họ không thể không tiêu diệt. Chỗ làm căn lành của họ theo đều tăng trưởng. Nó các cõi trong mười phương và đời tương lai nơi tất cả các đức Phật nói kinh đó mà có người thực hành, thậm chí chỉ trong một niệm sinh lòng hoan hỷ, thì các chúng sinh đó đều được hết khổ và tăng trưởng căn lành. Ta nay cũng nói kinh này, nếu có người nghe cũng đều sẽ tùy hỷ. Chỗ các đức Phật Thế Tôn hiện tại trong mười phương nói kinh này cũng sẽ xuân dương, cũng sẽ hoan hỷ. Này phu nhân, nếu có vua sắc lợi tỏ dấu ấn màu đen mặt ấn đến đất nước khác mà được kinh bảo tinh đã là đi này mà chép ra trì giữ yêu thích, thì nhờ lực của kinh vua sắc lợi đó, vì đất sẽ cao xa, có danh xưng lớn đầy khắp mười phương vô lượng đất nước, thậm chí tất cả chư thiên của cõi dục cõi sắc cũng nghe uy tiếng đức của vua ấy. Tất cả trời rồng dạ xoa cả đất bà vô lượng câu chi này cho tha trăm ngàn vạn ức, những vua dòng sát lợi luôn theo vua ấy cùng nhau ủng hộ. Cõi nước vua ấy nếu có chiến tranh đói kém oán địch hoặc gió mưa lạnh nóng dịch bệnh hoặc tai hoạn từ phương khác đem đến, thế đều trừ diệt. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát sư tử voi chó sói đều phát sinh từ tâm, tuy có ở tại đất ấy cũng chẳng bị tổn hại đất nước của vua ấy, cũng không có những sự thô nhám vì đáng ác xúc đau đớn không gì thứ gì mà không bị tiêu diệt. Tất cả của cải báu vật ngũ cốc quả trái dược tạo hoa lá tươi tốt nhiều vị ngon đều được tăng trưởng. Nếu có vua sắc lợi tỏa ấn muốn cùng vua sắc lợi khác chiến đấu, thì nên theo treo kinh này trên đầu lá cờ hiệu, nhờ là của kinh bên chủng sở hữu của vua bắn địch kia tự nhiên lui tan. Nếu hai vua sắc lợi tỏa ấn trời khi giao chiến, nếu treo kinh đó trên đầu cờ hiệu của mình, thì những ý lực của kinh mà hai vị vua đó liền kính yêu nhau, cùng nhau hòa hảo với nhau. Như vậy thành tựu vô lượng công đức, lợi ích an lạc cho tất cả vua. Người là chỗ nào có kinh bảo tinh Đà La Ni hoặc thành ấp xóm làng, hoặc người chẳng phải người, hoặc là bốn chân, loại nhiều chân, hoặc các loài trùng ác độc không thể khiến cho chúng nghe được kinh đó, thì tật bệnh chết yểu và nảm loạn. Nếu ở chỗ có kinh điển đó thì phải hết lòng thiết đại lễ cúng dường, nên dùng đồ cúng dường phụng nghênh kinh này, còn đem quyển kinh đặt trên tòa sư tử. Người đọc kinh và người nghe kinh này thì phải chí tâm tắm rửa thanh tịnh, xoa dầu cho thân thơm, mặc áo mới sạch, tòa trì phạm hạnh, tôn hoa đủ sắc, đủ các thứ danh hương, đủ thứ vị ngon cung kính vây quanh cúng dường kinh đó. Người đó nếu có tất cả tai ách, bệnh khổ chết yểu và những tướng ác kinh hoàng, thì do thọ lực của kinh này mà thể đều tiêu diệt biến mất. Nếu có nữ nhân chỉ còn con trai con gái, thì nên tắm gội mặc áo mới sạch, tòa trì phạm hạnh, đốt hương tung hoa cung kính cúng dường kinh điển ví dụ đó, thì lần lượt sinh con trai con gái đủ phước đức trí tuệ. Nữ nhân như vậy tôi chẳng vì mình mà nhờ uy lực hơn tu kinh này, nên sau khi xả thân cho đến được vô thượng chánh đại chánh giác và được niết bàn, cuối cùng không tỏ thân nữa nữa, ngoại trừ tôi phát nguyện để thành tục chúng sinh. Này phu nhân, nghe một bài kệ một câu một tiếng kinh của kinh này, cho đến loài chim bay thú chạy nghe được kinh này, cũng như vậy để được bỏ thân súc sinh kia, đồng thời cũng khiến cho tất cả mau được không thoái chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Này thiện nam, khi Đức Như Lai nguyệt quang minh hương thắng, đời quá khứ kia, nó kinh đó, để dùng ngón chân cái của bàn chân phải chạm vào đất, thế giới này tự nhiên có sáu thứ chấn động. Và Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni hôm nay nói kinh này cũng là như vậy. Do thần lực của Phật mà sơn hạ đại địa của cõi vật này cũng có sáu thứ chấn động. Mười phương ở tăng kỳ, do lượng trời rồng và xoa ca thất bạc, Atula Kalola, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Vệ Lợi Đa, Tỳ Xá Già, Cứ Bằng Trà, Nhân Phi Nhân, đều sinh nghi hoặc quay lại. Tất cả cõi Phật có ánh sáng lớn cùng khắp, đất bằng phẳng như bàn tay, núi Tu Di, núi Luân Vi, núi Đại Luân Vi, rừng cây tường vách đều biến mất. Đang khi chấn động, các trời rồng và xoa trước đó đều nghi hoặc quá lạ. Sau nhờ sự gia bị của thần lực Như Lai, nên các trời rồng bốn phương đều trông về xem thẳng một đường tên, thấy Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, và mỗi đều kinh ngạc vui mừng phát sinh lòng hy hữu, nhất thời chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói: Này thì nam, khi Đức Như Lai nguyệt quang minh hương thắng, đời quá khứ kia nói kinh đó, lấy chân chạm đất, sáu thứ chấn động mà cõi Phật này trước đều bằng phẳng như mặt nước, tất cả trời người đều sinh lòng nghi hoặc quá lạ, từ bốn phương trông về xem thẳng một đường tên, liền thấy Đức Như Lai nguyệt quang minh hương thắng đó. Thế rồi họ chắp tay sinh lòng hy hữu: Này thì nam, khi Đức Như Lai nguyệt quang minh hương thắng đó ở trong đại chúng trời rồng, thì chúng sinh nó bài chú bảo tinh đã ra như này: Đát đi thà xà lô kế, xà lô ca mộ kế, xà lê xà la, xà la nhĩ, xà la bà la đế, xà tử lợi, bà la bố lâu, xà xoa, na ta ma, lộ tứ gia, a ma mê, bà ma mê, bà ma mê, na bà mê, ma ha mê, xà ha mê, xà ha mê, khơ bà la mê, bà la tỷ, bà la tỷ, bà ha tỷ, bà già tỷ, bà sa tỷ, a la xà tứ ly, thiền đuôi mộc khê, bà ha la, bà ha la, tớ đà bột la đế, đàn địa la, đàn địa la, đàn địa đà la, tô lợi gia tỷ na khư, chiên đạt la tỷ ha khư, chiếc xô thù đế tà tỷ kha hư, tác bà a xoa gia. Tất đế lị đoạ tô la tê ha khư, sa khư dạ, sa khư dạ, tô la khư dạ, tì ha ma, ba lợi khư, a một lị 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 khư, một lị khư, một lị khư, một lị khư, tì ha đề đà yết ma, đồ đê đồ đê, ô ba đà tì, gia, hề đà, nhược đa ngọc lị đa, an ập ba đà, khứ già lệ nôi ca, ương quật lệ, ban quật lệ, tì bạc câu lệ, câu la hà, nhân đà la, bác lị bà hà, tì bà hề đà yết bà, già ba la đế, già ba la đế, a mộ hà đạt lị sa đô, bác lị bạc đà bà, sa đốt ma, ngật lị ma thù đế, khứ gia lị sa khẩu, sa ha thù đế, nhị sắc ca, tỳ la ta, tỳ la ta, tỳ la ta, tỳ la ta, tỳ la sa ba đế lị, la ma bà bà, ngật lị ba, ma ngật lị ba, hữu lệ, hữu hữu lệ, a lũ la bà la đế, tam ma gia nhị sắc đế, đà ma, hí địa gia na, a ba la một lị thế, phá la quân trà la bà kê, nhĩ bạc lị đa, nhất tất đế, lị bà, yết ma xoa, gia bác la, đột bà, bố lũ sa đỏ, a tam ma tam ma, tam gia tỳ, địa sa nhã, đá tha già gia, ta bà ha. Đức Thích Ca Mâu Ni nhận lại tuyên thuyết bảo tinh Đà La Ni này rồi, lúc không còn nghe tiếng nữa mà đại địa này vẫn chấn động. 500 kỳ nữ của Ma Dương kia do nghe bảo tên Đà La Ni liền chuyển hình dáng nữ thành đủ tướng trượng phu, và do lượng A Tăng Kỳ thiên nữ, long nữ, và xoa nữ, ca thác bà nữ, A Tu La nữ, ca lô la nữ,
Khấn đa la nữ, ma hồ la già nữ, cho đến tất cả các con gái bề lệ đa tỳ xá già cứ bàn trà nghe bảo tên đà la ni này cũng đều được chuyển hình dáng nữ thành đủ tướng trường phu, đồng thời cũng khiến cho tất cả những thiện nam mới được không thoái chuyển được đạo quả cho thượng chánh đại chánh giác. Chính tất cả các nữ nhân và đời đương lai sẽ thọ thân nữ, nhưng nhờ thần lực kinh này nên nghiệp đương lai liền diệt. Lúc ấy tất cả nữ nhân đều cùng chắp tay đã mặc lại dưới chân Đức Thích Ca Như Lai, đồng thời lớn tiếng nói Nam Mô Tam Ma Hy Hữu, có thể tạo lợi ích cho vô thượng. Xin nguyện Thích Ca Như Lai A La Ha Tam Biểu Tam Phật Đà với lòng đại bi, rồi vì chúng con mà nói bản sự này. Hôm nay vì sao hình tướng nội nhân chúng con đều đã diệt hết và liền thành tựu trọn đủ thân phận trượng phu. Do sự chuyển biến hy hữu này nên rất vui mừng. Chúng con nên đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện xin Đức Thế Tôn nên lên bản sự này, khiến cho do lượng trời người đều được đạo quả. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai một lần nữa bảo hiền thủ thiện nam, khi Đức Nguyệt Quang Minh Hương Thắng Như Lai đời quá khứ, vị phu nhân của Vua U Bát La là Thiên Tôn Đà Lợi, tuyên nói bảo tên Đà La Ni. Tôn Đà Lợi cùng quyến thuộc thề nữ hậu cung của mình, gồm 84.000 người ấy, tướng nữ nhân diệt đi và tướng trưởng phu hiện lên. Vô lượng vô số A Tăng Kỳ, các thiên nữ của trời cho đến tất cả các nữ của cõi trời, cõi người và chẳng phải người cũng đều được chuyển hình tướng nữ thành đầy đủ tướng nam tử, và cả nghiệp thân nữ ứng thọ trong đời vị lai cũng diệt không còn nữa. Lúc bấy giờ Vua Bát La sẽ bỏ ngôi vị chuyển luân tuổi tại của mình, đem bốn thiên hạ ủy thác cho thái tử, được cùng với phu nhân Thiên Tôn Đà Lợi trượng phu và 1.000 người con của mình cùng chung với 84.000 trượng phu hậu cung Thiên Tôn Đà Lợi, với 92.000 những thứ dân khác ở chỗ Đức Phật Nguyệt Quang Minh Hương Thắng đều tin nhà mình ở chẳng phải là nhà, nên bỏ nhà xuất gia, cài bỏ râu tóc mà mặc pháp phục. Đã xuất gia rồi, họ dụng mệnh tinh tấn độc tụng thọ trì, ý ưa tịch tịnh, vô lượng câu chi na do tha trăm ngàn chúng sinh đều phát sinh ý này. Vì sao chuyện luân thánh dương xuất gia vào đạo, những kẻ chấp trước tà kiến thì đều chung với nhau lời như vậy. Hương Thắng Như Lai này ân cần ưa mãn nghiệp, biện giải huyễn hoặc vô định, hoặc thì chuyển nữ nhân thành nữ nhân căn thành trượng phu tướng, khi thì cả bỏ râu tóc theo mặc nhiệm y, hoặc vì người sinh lên trời. Nên nói việc sinh lên trời, hoặc vì loài súc sinh nên nói việc súc sinh, hoặc là vài loài sinh trong ngạ quỷ mà nói việc ngạ quỷ, hoặc vì loài sinh trong địa ngục mà nói việc địa ngục, hoặc nói pháp chẳng sinh chẳng diệt, hoặc huyễn hóa tạo tác tân nữ, nhân ân cần ưa mang nghiệp, với đủ việc như trên. Ông Nguyệt Quang bên đó tạo tác hình dạng sa môn, ta đang quyết định liều khỏi chỗ ở ấy, chẳng chịu nhìn thấy hình tướng sa môn đó, cũng chẳng muốn nghe lời nói ấy. Nói ra trong chúng đó có người bề tôi tên là Kumala, lòng sinh nghi hoặc điên đảo, hướng về mọi người của nước đó mà nói: thê thiếp thị nữ sở hữu của chúng ta đã bị sự hiện hóa của ông sa môn cả đổi hình tướng nữ thành chất trường phu, tất cả đều biến thành kẻ cạo tóc, mặc áo nhuộm, chỉ còn một mình thân ta ôm lòng lo lắng mà được toát. Nay ta phải vào núi sâu, hang hiểm, chỗ không người như tiên nhân, để tránh yêu thuật huyễn hóa. Các ông tất cả nên cùng với ta hòa hợp, theo nhau mà đi, cẩn thận cho rơi vào sự trói buộc của ma, của ông sa môn đó, ông sa môn huyễn hoặc hèn hạ. Ta nay chẳng muốn nghe âm thanh của ông ấy, huống gì là mắt nhìn thấy. Trong số thần nhân đó, kẻ chưa đắc tâm nghe lời nói tất cả đều vui mừng. Nghe về tôi Kumala khi nói lời nói đó, thì vô lượng câu chi trong ngàn chúng sanh đều rơi vào lưới tà kiến. Ông ấy lại nhìn chúng sinh, tuy nói tà pháp, không có sinh tử cũng không có giải thoát, làm thiện làm ác đời sau cũng không có ác nghiệp quả báo. Ông sẽ muốn lừa dối này, ông cần làm nghiệp ma. Nếu diện kiến ông ấy, hoặc lễ bái ông ấy, hoặc nghe pháp của ông ấy, thì lòng người rối loạn, mê hoặc, chỉ muốn cạo tóc bỏ nhà, ra bãi tha ma tu hành.
Ngày chỉ ăn một bữa, đi sinh từ nuôi thân. Ở chỗ tịch tỉnh, vào phòng ít nói, thường chán âm dục, kể nhạc ca múa. Để bỏ vòng hoa cài tóc, hương xoa, hương tán cho đồ dùng nghiêm sắc tông. Cũng chẳng ưa đủ thứ hoa trang sức, cùng với việc say rượu, hôn nhân, dâm dục, tỏa tình. Ông sư môn đó ân cần ưa tuyên nói hành đạo trói buộc của ma, tức là oán gia của tất cả chúng sinh. Ta vốn chẳng thấy, chẳng nghe có ông sa môn nào làm như vậy, khiến cho vô lượng cô chi trong ngàn chúng sinh thấy tướng như vậy. Từ thuở xa xôi đến nay cũng chưa từng thấy ác kiến này. Nay thì nam về sau, đại sa môn Ô Bát La nghe nhân dân của nước mình chạy trốn vào hang núi, hoặc tự đi theo đường ác, là còn dạy người khác, khiến cho họ chấp trước ác kiến, hủy hoại tam bảo, bài bác chánh, làm theo tà. Nghe những việc đó rồi, Sa môn Ô Bát La tự suy nghĩ, nếu chúng sinh đó đều rơi vào ác kiến, chẳng được giải thoát, chẳng trụ chánh kiến, thì chẳng có người đem lại lợi ích, chẳng ai lập sự an vui cho họ. Ta làm sa môn và làm sao khiến cho những chúng sinh mù tối đó do đời vị lai liệt khỏi đường ác, khử trừ bốn sự rối buộc của ma. Người do giải thoát có thể khiến cho họ giải thoát, cho đến cuối cùng làm cho họ được vô thượng chánh đại chánh giác. Đại sa môn Bất La nghĩ thế rồi liền bạch với Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng: hôm nay chúng con vì chúng sinh nên phát đại dũng mãnh, hành đại từ bi. Sa môn Ô Bát La liền cùng giới vô lượng trong ngàn chúng sinh vây quanh trước sau, để đến vùng biên địa đó, nơi thành ấp làng xóm trống không, chùa núi non hiểm trở. Sa môn Ô Bát La vì các chúng sinh tuyên nói chánh pháp. Nếu chúng sinh đó ra vào tà kiến, thì nay ta sẽ ngăn lại, khiến cho họ được vào chánh kiến, cho đến dạy bảo những kẻ ấy an trụ ở vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có người hoặc nguyện cầu bích chi Phật thừa, hoặc cầu thanh văn thừa, thì ta hoặc an lập họ ở thánh quả, hoặc khiến họ xuất gia, hoặc khiến họ tọa trì ưu bà tắc giới, hoặc bát quan trai giới, hoặc hành tam quy, hoặc về an lập cho tất cả nữ nhân đủ hành tướng trường phu, đoạn dứt nghiệp nữ căn, mà nói chú bảo tinh đã lên đây này, cho đến vô lượng trong ngàn ức chúng sinh ở bên Đức Như Lai từng phát sinh nghi hoặc, điên đảo tất cả chấp trước ác kiến như vậy, ta cũng sẽ ngăn lại và đoạn dứt, khiến cho họ được phát lộ. Làm việc dạy bảo đó rồi, ta đều khiến họ an vui ở vô thượng chánh đẳng chánh giác, và đến chùa Đức Phật Nguyệt Quang Minh Hương Thắng cùng chung xuất gia, tịnh tu phạm hạnh. Này thì nam, người bè tôi của Ma La trước phát nguyện này, vì đại sa môn đó có thể nói pháp hủy hoặc, phá đồi chúng của ta, dụ dỗ khuyến thuộc của ta. Ông vào đời vị lai khi được làm Phật, thì ta trở lại tạo tác đủ thứ ma sự đối với ông, như là khi bước đầu ở trong thai, khi làm đồng tử, khi tuổi tráng niên vui chơi và xuất gia, khi ở gốc cây, ngồi ở đạo tràng, ta sẽ tạo đủ thứ phiền não rối loạn, đủ thứ phá hoại, khiến cho ông thoái mất tâm Bồ Đề. Này thì nam, vị đại sa môn lại cần khổ bội phần, dũng mãnh tinh tấn, du hành khắp bản quốc của mình, vào núi hiểm trở kia, bằng lời nói từ bi, lời nói êm ái, bằng mọi thứ ví dụ, khai thông sự hiểu biết cho dân của mình. Dân chúng sinh đó thấy được đức vua cũ, nghe lời nói pháp của vua, đều phát sinh vui mừng, họ liền hồi chuyển tài tâm, đoạn ác kiến xưa, ở lại chỗ vị sa môn cầu xin sám hối, đoạn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người bề tôi của Ma La và đồ chúng của hắn cũng được điều phục tài tâm, đều khởi chánh tính và liền phát nguyện: nếu là sa môn đủ đại bi, thì đời tương lai khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện xin đổ lòng thọ ký Bồ Đề cho con. Này thì nam, các ông muốn biết vua chuyển luân thánh Ưu Bát La tội sự là ai không? Chứ là thân ta hôm nay đây, phu nhân thiên tôn đại loại của vua ấy, thì đây là Bồ Tát Di Lặc đó. Người bà tôi bài bán chánh pháp mang ác kiến của Ma La, thì hôm nay là ma vương đó. Vô lượng nay vô tha trăm ngàn chúng sinh nghe ta nói pháp, cùng sợ bỏ ác kiến, trụ ở đạo tam thừa, để được xuất gia và nữ nhân như thân lực của kinh.
nên hành trường phu lúc bấy giờ. Hôm nay chính là các ông, là bốn bộ chúng đệ tử trong đại chúng đó vậy. Này thì nam, các ông hôm nay phải thấm tỏ lời nói của ta, khi nghe bản sự của vua mất lao đời quá khứ, cho phát sinh nghi hoặc. Vì sao về nhớ lại kẻ bề tội của Ma La tội xưa, theo quyết thuộc của hắn dành cho lượng trăm ngàn chúng sinh kia, đồng bỏ ma nghiệp, ở trong pháp của bậc của Phật xuất gia làm đạo, liền khởi nên ác niệm, vì đời đương lai, ta cùng giới bên chúng ma, phá quyết thuộc của ông, thì trở lại đúng như ngày hôm nay. Này thì nam, các ông đã từng ở chỗ Đức Phật Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Tháng, phát sinh niềm tin bất tịnh, nói lời nói bất thiện, là do quả báo ác kiến mê hoặc chúng sinh, nhân duyên gặp Phật mà được giải thoát, là do lực của một ý niệm tốt xuất gia. Nên từ đó đến nay, được gần gũi vô lượng trăm ngàn các Đức Phật, vốn dường mà chẳng sinh lòng chán nhọc, ở chỗ các Đức Phật, phát đại tạ nguyện, lòng ưa nghe Pháp, cho đến thường hành sáu Pháp Ba La Mật. Các ông từ sinh đến đây, do việc làm ác nghiệp của thân miệng ý, nên trải qua vô lượng kiếp, thường ở ba nẻo khổ. Các khổ não nghiệp chướng sẽ dẫn dắt sinh vào trong ba đạo. Thế Ca Mâu Ni Như Lai ta nhờ nói bảo kinh đại lãnh này, mà 500 kỳ nữ trong ma chúng đó luyện chuyển thân nữ, đồng thời đạt được vô sinh pháp dẫn, vô lượng vô số đã do tha trăm ngàn chúng sinh, tất cả đại chúng trời người thế gian đã phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác. Lại có vô lượng vô số đang do tha trăm ngàn chúng sinh đều được bất thoái thừa thanh văn bất chư Phật. Ra địa giả tha sa lô kế, sa lô ca mộ kế, sa lê sa ha, sa lê sa la, sa lê nhĩ, sa la bà la đế, sa hữu lợi, bà la bố, lâu sa la, Sona bà, ma lũ hữu tà, amame, amame, bamame, bamame, na bà mê, na ha mê, sa ha mê, sa ha mê, khư bà la mê, bà la mê, bà la mê, bà la mê, bà tì, bà ha tì, bà nhà tì, bà sa tì, bà la đa, bà lợi si, sa ha mê, khư, bà la tì, A la xà hữu ly, thiền đổ ly, tổ đổ mẫu khe, bà ha la, mê đà, bột la đế, đàn địa la la, tô lợi gia, tỳ ha khơ, chiên đạt la, tỳ ha khơ, trước số thù, đệ sa tỳ ha khơ, tác bà xoa gia, tất đệ, lý đọa tô la, tỳ ha khơ, xà khơ già, xà khơ già, tô khơ già, tỳ ha ma, a mục lý khơ, 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 mục lý khơ, mục lý khơ, mục lý khơ, tỳ bà sĩ đà yết ma, đồ nê uất đa uất ba đà, tỳ gia sĩ đà, nhã na ngật lý sĩ, a nột sĩ ba đà, khứ dạ ly nữ ca, ương cửu lệ bằng cửu lệ, tỳ bà câu lệ câu la ha, nhân đà la bất lý bà ha, tỳ giả bà sĩ đà yết bà, dạ dạ la đế, dạ bà la đế, dạ bà la đế, a mồ ha đạt lý xá nô, bất lý bạc đa bà sai giả khư ma, ngật lý ma thù đẻ, khư dạ lý sở sa ha thù đẻ, nhị sắc ca tỳ la ta, tỳ la ta, tỳ ta la, tỳ ta la, tỳ la xà, ma đệ lý già la, ma bà, ngật lý bạc giả, ma ngật lý bạc, hữu lệ hữu hữu lệ, a lũ nã bà la đế, ta ma bà nhị sắc kế, đà ma đà na, địa giả na, a ba ba mục lý, pha la quân trà la bà khê, nhĩ bạc đà tất đễ lý bà, yết ma xoa gia bác la đột bà, phu lỗ sa sĩ phạm, a tama tama tama
gia tỳ địa xà nhã sĩ tha già đa đa bà hà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Tà La Ni quyển 2. Quyền đem có đức này hồi hướng về cấp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.